lời Chúa theo Thánh Luca, chương 15, câu 3 đến câu 7. Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này: Người nào trong các ông có 100 con chiên mà bị mất một con, lại không để 99 con kia ngoài đồng hoang để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất. Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại và nói: Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó. Vậy, tôi nói cho các ông hay, trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì 99 người công chính không cần phải sám hối ăn năn. Quý vị và các bạn thân mến, William Barclay thuộc hội Anh Em Tin Lành là nhà chú giải Kinh Thánh rất nổi tiếng. Viết trong bộ chú giải của ông về đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe rằng: Chúng ta sẽ hiểu các dụ ngôn này đầy đủ hơn nếu chúng ta nhớ rằng người Do Thái ngoan đạo không nói: Cả thiên đàng vui mừng vì một tội nhân hoán cải. Nhưng họ nói: Cả thiên đàng vui mừng vì một tội nhân bị diệt mất trước mặt chúng. Nhờ đó, chúng ta hiểu rằng họ hướng cặp mắt độc ác để chờ xem hủy diệt tội nhân, chứ không chờ mong giải cứu tội nhân. Vì thế, Chúa Giêsu nói cho họ dụ ngôn về con chiên lạc và vui mừng của kẻ chăn. Người chăn chiên ở xứ Do Thái có một công việc khó nhọc và nguy hiểm. Đồng cỏ thì hiếm, cánh đồng cao nguyên ở giữa xứ chỉ rộng chừng vài dặm thôi, còn phần nhiều lục địa. Thế là những khe trũng dốc đứng và cảnh sa mạc hoang vu. Không có bức tường chắn giữ nên chiên dễ đi lạc. Smith đã viết về người chăn chiên: Trên một cánh đồng khô cỏ cháy, ban đêm chỉ có tiếng chó hú. Người chăn chiên với gương mặt tỉnh táo, đôi mắt nhìn xa, màu da cháy nắng, mình đeo khí giới, đứng dựa trên cây gậy, mắt chăm chú nhìn đàn chiên đang ăn. Chúng ta hiểu tại sao người chăn chiên ở xứ Do Thái lại là người ở vị trí hàng đầu trong lịch sử nước họ. Tại sao người chăn chiên là biểu tượng về sự quan phòng của Thiên Chúa? Tại sao Chúa Cứu Thế đã lấy hình ảnh người chăn chiên làm gương mẫu cho sự từ bỏ mình? Người chăn chiên sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm về đoàn chiên. Nếu một con chiên bị mất, thì người chăn chiên phải về. Nếu một con chiên bị mất, thì người chăn chiên phải mang về nhà ít ra là cái lốt chiên để chứng tỏ là nó đã chết. Những người chăn chiên có tài theo dấu vết cách đặc biệt, có thể theo dõi dấu chân của một con chiên đi lạc hàng dặm qua núi đồi. Không có người chăn chiên nào lại không coi bổn phận của mình là phải bỏ mạng sống mình vì đoàn chiên. Đó là hình ảnh của Chúa Giêsu nói về Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói Thiên Chúa cũng thế. Ngài vui mừng vì tìm lại được một tội nhân đã lạc mất, cũng như người chăn vui mừng vì tìm được chiên lạc đem về chuồng. Một thánh nhân đã nói: Thiên Chúa cũng vậy, niềm vui vô cùng lớn lao khi tìm thấy những sự đã mất. Chúa Giêsu cho ta một điều kỳ diệu, đó là chân lý vĩ đại.
Thiên Chúa nhân từ hơn loài người. Những người Do Thái chính thống hẳn sẽ gạt bỏ các kẻ thâu thuế, các tội nhân như một thứ phải loại trừ, chỉ đáng tiêu diệt. Chúa thì không bao giờ như thế. Loài người có thể mất hết hy vọng về một tội nhân nào đó, nhưng Chúa thì không thế. Ngài yêu mến những con chiên không hề đi lạc, nhưng trong lòng Ngài có sự vui mừng cực lớn khi một con chiên lạ, được tìm thấy và đem về nhà. Những điều này giúp chúng ta chiêm ngắm, hiểu phần nào những lời Chúa Giêsu nói trong dụ ngôn con chiên lạc về tình yêu vô biên của Người đối với nhân loại là đàn. Đoàn chiên Người chăm sóc, mà đặc biệt là từng con chiên. Người con lầm đường lạc lối trong tội lỗi. Mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu là dịp chúng ta chiêm ngắm trái tim và tình yêu mở rộng cùng sự hy sinh đến quên mình của Chúa Giêsu vì đoàn chiên. Con chiên lạc là mỗi chúng ta để rồi cảm mến, biết ơn và tìm đến nương ẩn trong Thánh Tâm Chúa Giêsu từng giây phút và suốt đời. Lạy Thánh Tâm dịu hiền vô cùng của Chúa Giêsu, xin kéo từng người chúng con, cả thế giới vào trong Thánh Tâm Chúa, để tất cả được ngập lặng, che chở, và xin cùng uống nắng cùng mở rộng quả tim chúng con, cho nên giống quả tim yêu thương rộng mở của Chúa. Amen.